Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về chế độ 82 với Đạt nha. Đạt sẽ chơi Madame, còn mình thì sẽ chọn gây xa. Bởi vì là mình vẫn chưa thành thạo Madame trong chế độ 82 lắm. Nhưng mà cũng phải cố gắng làm sao để mà tập cho đến khi có làm thêm một clip về Madame chơi 82 cho bạn cùng xem. Mà có nghĩ chắc là sang tuần sau đi. Vừa rồi thì các bạn có thể thấy là đăng được cái bộ trang phục của nữ điều phối lẫn cả Rimwick rồi. Công nhận là trang phục Rimwick đẹp quá các bạn ơi. Cái đó là cũng phải tạo thành một cái skin vàng ấy. Chứ mình thấy cái bộ trang phục của Rimwick mà để skin tím thì thấy hơi phí. Rồi, đi tìm người thôi. Hôm nay thì mình mang bộ trang phục thường thôi. Tại vì là cứ mang bộ trang phục S lên thì máy mình rất là bình thường. Nó không có đến nỗi lag, nhưng mà máy của mấy người khác thì lag cũng khổ. Mạng yếu hay là lag là do skin. Nhiều người quan niệm vậy, mình cũng không biết làm sao luôn. Ui xôi, ôi. Ôi, nó lên cái nhánh đập ván. Ui. Mấy ông cao bồ này dân chơi thật sự luôn ấy. Đập một lần thôi bạn ơi. Đây là mình lên cái nhánh gọi là chống đập ván rồi đấy nha. Chứ nếu mà mình không lên nữa là thê thảm luôn. Người xa là một cái nhân vật mà gọi là ăn ván nhiều nhất cái tựa game này. Đấy chà. Úi giời ơi. Là mình phá ván đi rồi, bạn hết sân chơi rồi, bạn tính làm gì mình được. Dính bướm rồi. Ồ, không đáp qua được. Vô nè. Ui, đánh hụt kìa. Ui dồi ôi, tiếc quá nhở. Đáp đẹp vậy mà đánh không được. Vừa vô mà gặp cao bồ thế này cũng rất là ngon. Tại vì là nếu mà mình giết được một người xong bắt đầu nó cứ ra nó quăng dây, nó quay tay các thứ nhìn rất là bực luôn ấy. Rồi rồi rồi. 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 Buồn nha. Rồi một bạn cao bồi này. Chuẩn bị đến bạn thứ hai này. Mình nhìn bên này mình đáp ở bên kia nhìn buồn cười vãi. Đây đây, hai đứa thiệt một lúc luôn. Úi giời, úi giời. Úi giời ơi. Hai ông cao bồi. Nếu mà các đầu game bully nhiều thì mình có điểm nhiều thôi. Nó cũng không có gì gọi là trầm cảm lắm. Và nếu như các bạn có điểm thì các bạn mua thuốc liền nha. Đối với cái xa thì mình có tiền là mình mua cái thuốc hồi nó đánh nhanh. Lau kiếm cho nó nhanh, chứ nếu thực sự ra mà không có lau kiếm nhanh thì sẽ rất là xỉu. Xỉu ngang, xỉu dọc luôn. Hương sư mấy bình nước hoa rồi. À vẫn còn à. Rồi không sao, mình sẽ đi mua thuốc. Cao bồ chuẩn bị sống dậy rồi. Rồi, đẹp. Ôi, chết rồi. Trời ơi, ấn nhầm cái dịch chuyển xong bay nhầm qua đây mất tiêu rồi, phí quá. Ui rồi nó bắn súng kìa. Ôi, khổ chưa. Không, lỗi của mình. Lỗi của mình, quá là chủ quan đi. Một đứa. Đứa thứ hai. Không cứu kịp luôn, rồi chết luôn cả điều phối nha. Quả súng choáng hơi bị lâu đó. Rồi. Giờ vẫn nhớ đến nghĩ pha lỗi kinh khủng luôn. Cô nào đây? Ai đây? Ai đây? Ai á? Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Mới thấy đây mà. À, bác sĩ à? Kìa. Ok kìa. Dẻo đấy nhở. Công nhận tài thật đấy. Né cái nào hay cái đấy. Trời ơi.
nhắm có làm lại chị không? Ngày hôm qua kiểm tra rất là buồn cười mọi người ơi, cứ tưởng là được dùng điện thoại cơ, nhưng mà giáo viên họ thu hết điện thoại, họ để lên trên bàn, không được để bất kỳ cái gì ở dưới, kể cả áo khoác luôn. Mình thấy là mình muốn xỉu ngang, muốn xỉu dọc. Sư này công nhận là nước hoa ghê gớm nhỉ. Có những pha gọi là người tính không bằng trời tính á, cho nên là ui rồi mà tính mà đập ván tôi hả? Đó đang dụ mình đó. Không biết mấy người này có súng chưa trời. Sợ quá. Hiêu kìa. Chết luôn, hai người đẹp. Quá mình sợ nó có súng kinh khủng luôn ấy. Chứ mãi mới bắt được một đứa mà nó cứ lấy súng nó bắn thì dĩ nhiên là đau khổ rồi. Trời ơi, hiêu cho bác sĩ. Ui giời ơi. Rồi, lại cứu được rồi. Bực ghê luôn á. Rồi, cho bạn này lên. Ui giời ơi, biết ngay mà. Quạo quá, thiệt sự luôn á. Bully này. Còn súng không? Bắn luôn này. Ra đây. Đừng để chị nóng. Rồi bye bye. Và nếu như bully thì mình cũng hơi bị bực mình tí thôi, nhưng mà các bạn nên đỡ buồn đi, bởi vì là càng bully, ui dồi ôi, càng bully nhiều là càng có nhiều điểm thì mua thuốc càng nhanh thôi. Lúc đó là mình sẽ mạnh. Thứ hai là tụi nó cứ đi tập trung đi hành xác mình thế này, máy không sửa, dĩ nhiên là mình là người có lợi thế thôi. Rồi đấy. Thuốc cứ mua ầm ầm. À được một bình nữa à. Rồi xong. Mấy đứa chết với chị. Đâu hết rồi. À đạt binh rồi. Đây hướng sư. Giật này. Giật đến lượt mình. Giật hộ cái. Ủa kìa. Giật hộ cái. Đấy, các bạn thấy không? Mua thuốc xong là đúng thành quái vật luôn. Giờ mới là thợ săn này. Rồi, còn ai tim đập bịch. Xịt nước hoa đây. Giật về. Ui giời ơi. Và gây xa là mình sẽ lên cái nhánh hồi được đánh nhanh. Thứ hai là cái nhánh chống phá ván. À, chống stun ván nha mọi người. Chứ các bạn không lên á, giống như hồi nãy cao bồi đánh, trời ơi, nhìn đau đớn kinh khủng luôn. Ui rồi lại súng. Ơ kìa, nó chui kia, đám thấy à. Ôi chạy. Nhỏ bác sĩ nãy giờ nha, tung tăng lắm nha. Chết lên chết xuống là mình cũng thả, mình không bắt lên ghế. Giết được 4 người rồi nè. Trận đấu này chắc chắn là thắng rồi, nhưng mà sớm hay muộn thôi. Đấy, lại là bác sĩ. Bạn dính rồi. Dính bướm của mình rồi. Ui giời ơi. Cái con bác sĩ ấy. Cứu chị. Này thì chạy nè. Một lần thôi bạn. Bác sĩ gục rồi kìa, bác sĩ gục rồi. Thơm rồi. Hương sư cũng gục luôn, hay quá. Nay đạt chơi ngon này. Hai ngày trước chơi cứ kêu lác nhìn quạo. Mình thì đã bực mình không đánh được ai rồi, mà ổng cứ lác quá. Trời ơi, nó đánh kìa, nó bully em kìa. Trời ơi, nghe bực luôn nó thiệt sự. Còn chị Hương Sư giờ đi kiếm hầm, không biết cái hầm đang ở đâu. Ở đây, nghe tai đây, vẩn quanh đây.
cái gương. À đây rồi, thấy rồi. Xịt nước hoa đây. Xịt hộ gái. Úi giời ơi. Cứ một lần mà lau kiếm xong là lúc đó là hồi cái đát là vừa. Còn một bạn hương sư nữa là xong rồi đó. Khỏe rồi. Rồi, hai kiều nữ của tựa game này. Trận đấu này thì cũng không có cái gì gọi là đau đớn lắm. Từ tiền đạo hoặc là kẻ đầu vàng, dã nhân. Được hai anh cao bồi ngon nhất thì bọn mình thịt đầu game rồi. Hai đứa đực khổ, khổ quá khổ luôn ấy. Ô kìa, ô kìa, sao để nó chạy vậy? Ô kìa, ui đá cái kiểu gì vậy? Chán ghê không ấy chứ. Bye bye bác sĩ nha. Nãy giờ thả điền cái bắt đầu là hành hạ mình. Ủa đạt tha cho hương sư hả? Tha thì dắt ra hầm đi. Để xách bạn này lên cầu thang. Bạn này cho nhìn từ trên cao nhìn xuống ước ao. Nếu mà bây giờ mà các bạn không vùng vẫy là cái nhánh vẫy tự nó vẫy luôn hay sao á. Hồi nọ mình có chơi, mình gặp một bạn rách và mình chơi lính thuê. Bạn này bạn có friendly và tha cho mình. Nhưng mà mình không dẫy mà tự nó dẫy luôn, tự rớt bóng luôn. Ủa đát đá không? Đát sướng thật đấy. Ủa có tha nó không vậy? Cứ xách lên xách xuống tội nó vậy. Thôi để mình xách ra hầm cho nè. Úi, chắc là ấn nhầm cái đát rồi. Trời ơi, tội con nhỏ, cho ra hầm đi. Xách ra hầm đi, ôi rồi đầu hàng luôn rồi. Trời ơi. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Nếu các bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye.